lại là Hana và Phước Sửu đây. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và Hana sẽ trải nghiệm một cái clubhouse rất là đặc biệt tại một cái phân khu Florida của dự án Nova Phan Thiết, phải không Hana? Dạ vâng, đây là một cái clubhouse nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là tuyệt vời luôn á. Không biết tại sao mà Hana nói là nó tuyệt vời. Phía trước Hana và Phước Sửu đây là một cái hồ bơi vô cực. Thì cái hồ bơi vô cực này thì cái view coi như là mình có thể nhìn toàn bộ cảnh biển phía bên dưới luôn. Quá tuyệt vời phải không? Xa xa kia là một cái khách sạn Movin Beach là dự kiến là cuối năm lại đưa vào hoạt động rồi đó Hana. Dạ vâng, cái phía trước mình là cái khu khách sạn 10 tầng được vận hành bởi bởi bên đơn vị quản lý là quốc tế, nên là khách sạn 5 sao rất là sang. Khách sạn 5 sao sang lắm phải không Hana? Trời ơi, mình cảm giác khi mà vào đây là cảm giác vừa gió biển nè, vừa của cái hồ bơi ra là vô cực tràn bờ như thế này. Cảm giác nó rất là happy phải không Hana? Vâng, rất là tuyệt vời. Ngoài cái gió từ biển thổi vào á thì em cảm nhận ở đây thì cái không khí nó rất là trong lành. Hana ơi, cho hỏi một tí xíu là ở đây á là quý cư dân của cái phân khu Florida này á thì được sử dụng cái gọi là cái clubhouse này, thì Hana có thể chi tiết hơn cho cả nhà được biết là Florida nó có bao nhiêu phân khu? Florida 1 thì có 7 phân khu. Có diện tích nhà phố là 520, 620 và 7 nhân với 24. Ngoài ra còn có những cái biệt thự song lập và đơn lập nữa đó Hana. Đúng rồi, biệt thự song lập đơn lập thì là 10 nhân 20 và 12 nhân với 20 nữa anh. Wow, quá tuyệt vời phong. Ở đây là nó có tất cả là 7 phân khu phong Hana. Vâng, đúng rồi anh. Quá tuyệt vời. Một cái phân khu rất là đẹp gọi là Florida, nhìn trực diện ra biển và những cái căn biệt thự nhà phố view đồi dập cấp là theo rụng giống như là bậc thang phải không Hana? Đúng rồi, chính xác. Thì mỗi một cái dãy shop house và dãy nhà phố thì mình có thể nhìn view ra biển. Thứ hai là anh có thể để ý là ngoài cái view biển thì cái chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây xanh ở đây. Anh có thể nhìn thấy là xanh, cây xanh rồi từng bậc lên rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, mình thử là cảm giác như cái hồ bơi ở đây là nước nó có cực kỳ trong sạch và mát không? Siêu mát. Quá à, thực ra là muốn bơi luôn á anh. Muốn bơi luôn. nhìn cực kỳ mát mẻ phải không Hana? Thì Hana ơi, để được gọi là sử dụng và trải nghiệm những cái tiện ích của như một clubhouse như vậy đó thì sở hữu cái dòng sản phẩm nào thì mình được sử dụng những cái tiện ích này vậy Hana? Dạ. Thì mỗi cư dân là chủ nhà của những cái căn nhà phố cũng như là biệt thự đơn lập, song lập thì ở đây thì đều được sử dụng cái clubhouse ở từng phân khu luôn. Thì chỉ cần là cư dân sở hữu một căn là được sử dụng hồ bơi và clubhouse rồi anh. Dạ, là khoảng một cụm khu dân cư nhỏ là có một clubhouse dành cho cái cư dân tại lớp đó phải không? Dạ. Clubhouse của khu dân cư đó phải không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Dạ. Một clubhouse và gọi là rất là nhiều tiện ích. Ở đây là có những cái quầy thức ăn ha, gọi là nghỉ ngơi nè, rồi là mua sắm, ăn uống những cái thức ăn điểm tâm hay là những cái thức ăn gọi là những cái tiệc team building phải không Hana? Đúng rồi, ngoài ra thì sau khi mà khách hàng bơi lên relax lên đây có thể kiểu như là mình nghỉ ngơi này, rồi là nhìn relax, nhìn ra biển thì đó. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, thấy là chưa từng thấy một cái dự án nào mà chủ đầu tư chăm chút đến từng những cái sản phẩm mà nó tuyệt vời như vậy. Trước mặt của Phước Sửu và Hana là một cái cảnh quan vườn dập cấp của những cái căn biệt thự đơn lập và của Florida 1 phải không Hana? Dạ vâng, đây. Giữa các dãy shop house là nó được thiết kế theo dạng đồi thì đây có những cái con đường đi bộ giữa các dãy á, và được trồng cỏ và cây xanh rất là nhiều. Ngoài ra có rất nhiều loại hoa nữa anh. Điều đặc biệt ở đây là rất là nhiều loại cây xanh ha, là mật độ cây xanh khá nhiều và điều đặc biệt ở đây là mặt trước là những cái cây bông giấy cực kỳ đẹp, đa dạng màu sắc ha nè. Đúng rồi, bông giấy đã làm cho cái màu sắc của cái khu nhà phố cũng như là villa ở đây rất là đẹp rồi. Ngoài ra thì tất cả những nhà phố biệt thự ở tại Florida 1 được thiết kế đa dạng màu sắc với phong cách 4 mùa xuân hạ thu đông. Wow. Thì đem lại một cái màu sắc tươi mới, tươi trẻ cho những chủ nhân mà ở sở hữu shop house cũng như biệt thự nhà phố tại Florida nha anh. Rồi bây giờ mình di chuyển thêm một tí xíu nữa để mình cảm nhận được cái sức sống gọi là những cái làn hơi gió thở của biển kết hợp với Florida
Florida tại Nova Phan Thiết không? Thì ở đây với những cái diện tích là tầm khoảng 8-20, 10-20 và những cái căn nhà phố, thì Phước Sửu rất là quan tâm, rất là thích những cái căn biệt thự đơn lập đa màu sắc này. Thì cái mức giá ở đây khoảng bao nhiêu thì... Dạ. Nếu như mà biệt thự 10-20 hoặc là 12-20 đơn lập á, thì giá dao động từ 10-22 tỷ, là tùy theo vị trí nha anh. Nếu như mà ngay cái đường trục sát biển, nhìn ra cái công viên Bikini Beach, hoặc là nhìn ngay sát cái khách sạn Movenpick á, thì giá nó sẽ cao hơn. Phía bên trong này thì giá nó thấp hơn khoảng hơn 10 tỷ thôi anh. Dạ. Wow, tuyệt vời. Một mức giá gọi là cực kỳ tuyệt vời. Và hiện tại là sắp giờ đến trong vòng cuối năm là đưa vào nhận nhà và hoạt động. Thực ra đã cái Florida 1 đã bàn giao nhà được khoảng 200 căn rồi anh. Wow, vậy hả? Từ tháng 9 năm 2021 là bắt đầu bàn giao nhà cho cư dân rồi. Thì gần như là cái đây là một trong những phân khu bàn giao nhà đầu tiên. Tại lần đầu tiên. Nova World Phan Thiết anh. Yeah. Quá tuyệt vời. Với một mức giá cực kỳ hấp dẫn và một điều đặc biệt ở đây là có một cái chính sách hỗ trợ ân hạn lãi gốc trong vòng bao lâu đó Phong? Tùy vào phân khu thì sẽ ân hạn lãi gốc cho khách đến 2023. Dạ. Để sở hữu và chọn lựa những cái căn biệt thự cực kỳ đẳng cấp tại Florida Nova Phan Thiết thì đừng ngần ngại, quý anh chị alo cho Phước Sửu và Hana nha. Số lại bên dưới. Thì... đừng quên là nhấn subscribe, kênh và comment cho bên kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ. Xin chào.